chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh Fan Vlog. Hiện tại thì mình đang có mặt ở đền Tanzan Shinza thuộc tỉnh Nara, Nhật Bản rồi. Đây, bạn có thấy gì sau lưng mình không? Rất là nhiều lá đỏ không ạ. Mùa này đang là mùa Momiji, mùa lá đỏ của Nhật Bản rồi. Đây, rất là nhiều lá đỏ luôn. Đẹp lắm ạ. À, hôm nay thì có rất là nhiều người tới đây để săn ảnh mọi người. Nào ví dụ như, đây có bác này đang cầm cái máy ảnh, chuẩn bị săn ảnh. Và hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi vòng vòng khu vực này để khám phá xem coi cái nơi này nó đẹp đến mức nào các bạn. Đây là cổng chính của đền Tanzan Shinza các bạn. Đây là cửa vô chính. Khi mình vô thì mình sẽ thấy được cái dốc cao như thế này nè. Người nào ngại đi dốc hay là đi không nổi á, mình có thể vòng ở phía bên trái bên kia kìa. Phía bên đó là sẽ có một cái bãi đậu xe đi lên. Mà đi cái dốc này nhưng mà vẫn lên được cái đền đó. Còn này thì mình sẽ quay cho các bạn xem là đây, cái dốc nó dốc như thế này nè. Rất là cao không ạ. Nhìn ở bên ngoài ấy, lúc này đang là nắng rất là đẹp luôn này, cho nên mình nhìn giống như có đèn nó pha vô lá vậy. Các bạn thấy không? Đây. Đủ màu sắc hết. Đây là hướng lên cổng chính của đền nha các bạn. Đầu tiên khi bạn lên tới trên đây á, trên chỗ đền này nè, thì bên phải sẽ là cái ngôi đền chính các bạn. Đây. Còn bên trái này các bạn sẽ bắt gặp được một cái ngôi chùa 13 tầng. Cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Thì mọi người đang chụp hình. Đây mình đứng đây chiêm ngưỡng ngôi chùa này xíu các bạn. Quá đẹp luôn. Còn đây là mình đang đi vào trong cái đền các bạn. Phía bên ngoài đền thì được xây dựng bằng một cái cầu thang bằng gỗ. View từ đây nhìn xuống cũng khá là đẹp luôn. Nói chung là góc nào cũng đẹp. Bạn có thể đi xung quanh cái đền này cho bạn xem thử. View rất là đẹp luôn. Mọi người đang quay mặt về phía đền để cầu nguyện các bạn. Đền phía bên kia, phía bên đó. Còn bên đây là khu để trưng bày kho báu ạ. Đây, mình sẽ đi quay sơ cho bạn xem. Ở đây mình thấy người ta quay phim được cho nên mình nghĩ chắc không cấm. Đây là những bức tranh. Đây là những văn kiện. Ở đây thì tiếng Trung nhiều, tiếng Việt nhiều. Đây người ta có phiên âm Hiragana cho mình đọc nữa. Còn đây là một cái thanh gươm. Thanh gươm rất là nhìn rất là đẹp. Đây là một bức tranh khổng lồ. Đây gồm 1, 2, 3, 4, 5, gồm 6 nếp gấp rồi. Đây cũng có giải thích ý nghĩa bức tranh. Đây có hình cổ nữa. Còn đây là bản đồ của khu đền này, cấu trúc kiến trúc của khu đền ở đây.
khá là cũ rồi, hơn 600 năm rồi. Đây là cách mà ngày xưa người ta kết mấy cái quả này để làm cúng ở trên bàn thờ của mấy vị thần mà. Đây, mình đã có hình minh họa. Mình chỉ có thể đi khu vực quanh ở đây thôi, còn phía trong đền thì mình không được vào à. Ở dưới này người ta vào đây thì các bạn bỏ giày bên ngoài nha. Chỉ đi ấy thôi, đi vớ thôi. Nhưng mà rất là sập luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra khu bên ngoài để quay lá đỏ cho các bạn xem nha. Phía bên ngoài có bán mấy đồ lưu niệm mà. Một cái túi bình an hay sao? Mình thấy giống như mấy lá bùa ở Việt Nam. Còn đây là cái trời, nước này rất là sạch luôn mà, người ta có thể uống luôn. Mình nghĩ nước này nước ngầm hay sao, nó trong veo à. Mình sẽ dùng cái gỗ này để múc uống. Nhưng mà mình đang cầm tùm lum chắc mình không múc. Khi vào trong đền bạn, tại vì người ta khá liền tĩnh cho nên mình không có dám nói lớn được. Mà anh thông cảm. Rồi đây, đây là cái dốc hồi nãy mình mới đi lên đó. Đây và nhìn xuống đó. Nó rất là cao luôn mà. Nhìn từ đây xuống mà bạn nào mà không có đi cầu thang nổi á, nhìn là chóng mặt luôn á, không có chịu độ cao được á. Rồi nó tổng quan thì khu đền, khu vực này là khu vực chính bạn, còn xung quanh thì còn rất là nhiều cảnh đẹp để mình đi tìm cảnh đẹp quay cho bạn xem. Đây là cái đền chính các bạn, mình nhìn từ đây lên thì sẽ là một bức tường thành rất là cao luôn đó.
Bây giờ thì mình sẽ đi xuống dưới kiếm cái gì ăn các bạn. Đi lên giờ mệt rồi, đổ mồ hôi hết. すいません、1個。はい、100円です。お店選んでください。はい。すいません、ありがとうございます。はい、お味噌は。ありがとうございます。何でもいい。何でもいい。ね。柚子、山椒、醤油、醤油。はい、醤油。 Hiện tại bây giờ mình đang đi ra ngoài cổng các bạn, đi ra phía ngoài. Đây là con đường bán đồ ăn và bán quà lưu niệm luôn. Đây. Bánh, rượu, các kiểu đủ thứ các bạn. Có bánh bông lan thôi, bánh tiêu quá vậy. Bánh mùi chi vậy. Ở đây người ta bán rượu, người ta cho uống thử luôn. Đặc trưng ở Tanzania là bậc thang, bậc cầu thang. Đi đâu cũng thấy cầu thang. Mà cầu thang nào cầu thang ấy dốc không. Đây lá đỏ nè các bạn. Lá đỏ này thì chỉ tầm 2 tuần thôi bạn ơi. Khoảng từ ngày 9 tới ngày 23 là muốn hết rồi. 23, 24 tay là hết. Ngày 9 tháng 11 tới ngày 23, 24 tay tháng 11. Sau khi lá đỏ rụng xuống thì cây còn như vậy nè. Nó là chuẩn bị tới mùa đông. Mùa đông sẽ tới mùa tuyết rơi. Những vùng lạnh thì có tuyết, còn những vùng như chỗ mình ở Tenri thì không thấy tuyết bạn. Nó cũng lạnh nhưng mà không thấy tuyết. Hả? Cầu thang nữa bạn ơi. Ôi trời đất ơi, cầu thang không vậy? Đi đến đây cũng khá là dễ các bạn. Mình chỉ cần đi tàu điện đến ga Sakurai thuộc tỉnh Nara, Nhật Bản các bạn. Rồi từ ga Sakurai bạn đi xe buýt là sẽ có xe buýt đi tới đây luôn. 1 tiếng 1. Đây xe buýt này các bạn. Giờ mình vô mình sẽ mua đồ lưu niệm xong rồi. Chắc mình về bạn. Khá là mệt rồi. Mình mua bánh này mà không biết bánh gì. Về ăn thử. Nhưng nhìn ở ngoài thì giống như bánh đậu xanh.